Sáng nay, 5.8, đường vào xã Vàng Ma Trải vẫn bị cô lập do lượng đất đá sạt xuống tuyến đường chính quá nhiều. Trời vẫn tiếp tục mưa to. Sau những nỗ lực tìm kiếm của các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Vàng Ma Trải và bà con nhân trong xã, đến ngày hôm nay, thi thể 5 nạn nhân ở bản nhóm 1 bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ngày 3.8 đã được tìm thấy. 5 người tử vong đều ở bản nhóm 1, xã Vàng Ma Trải đã được tìm thấy. Bản nhóm 1 hôm nay trắng khăn tang, gia đình của 5 nạn nhân đang lo tang lễ cho người thân của mình. Ông Bùi Văn Huy, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vàng Ma Trải cho biết, hiện xã vẫn còn 6 người nữa mất tích, lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy được. Do các bản này ở trên cao, phương tiện máy móc không vào được, việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Hiện xã Vàng Ma Trải vẫn còn 6 người mất tích chưa tìm thấy. 5 nạn nhân đã tử vong được tìm thấy gồm Lý Láo Tả, Lý Láo Lở, Lý Láo Sang là người trong cùng một gia đình, bà Phàn Lở Mấy và Lý Láo Tả, con của ông Lý Y So. Cũng theo ông Huy, lực lượng biên phòng và người dân trong xã vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 6 người mất tích. Lượng đất đá đổ xuống quá lớn khiến việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Tách, sạt lở đất kinh hoàng ở Lai Châu, sạt lở đất ở Lai Châu, sạt lở đất, xã Vàng Ma Trải.